Một chuyến xe đã có điểm khởi đầu, hẳn sẽ phải có điểm kết thúc. Thế nhưng điều quan trọng không phải là sự bắt đầu hay kết thúc, mà là quãng đường ở giữa. Cái mà ta biết rõ, cái mà ta phải trải qua. Và chặng đường song hành cùng công ty, đồng nghiệp là một hành trình xe buýt đặc biệt như thế. Đối với một số ít người, họ bắt đầu trên một con đường lát hoa hồng. Đối với một số khác thì chặng đường lại đầy những khúc quanh, những trạm dừng chân liên tiếp. Với chặng đường ấy đã có những con dốc cao khiến người ta phải mỏi mệt, có những ngã ba đường khiến ta phân vân, có những trạm dừng chân khiến ta chán nản. Cuộc hành trình đó có người xuống, có người lên, có những người bạn xa lạ, có những người bạn vừa kịp thân đã vội xuống xe. Chuyến xe buýt ấy đôi khi có những cãi vã chen lấn, nhưng vẫn luôn có thể bắt gặp những cử chỉ thân thiện, những sự quan tâm bất ngờ. Và rồi đôi khi bỗng nhận ra mình đang lẻ loi giữa mọi người xung quanh, nhận ra mọi thứ bên ngoài xe buýt đang lướt nhanh qua cửa sổ, để rồi bản thân bỗng cảm thấy chênh vênh. Đôi khi muốn xuống xe, nhưng rồi chợt nhớ hình như mình đã yêu chuyến xe này rồi, yêu chỗ ngồi, yêu những người đồng hành, yêu bác lái xe này rồi thì phải. 3 năm là một khoảng thời gian ngắn ngủi đối với một đời người, nhưng là sự thử thách dài hơi đối với một người trẻ khi vẫn tận tâm trên một chuyến hành trình. 3 năm, bấy nhiêu đó cũng đủ để chứng kiến những khúc quanh gồ ghề, những đoạn đường bằng phẳng của chuyến hành trình. 3 năm đủ để bản thân có những trải nghiệm đáng nhớ qua những lần tự động viên, tự lực cố gắng, kinh qua những áp lực nặng nề, những chán nản thất vọng, những cái thở dài, những buồn vui lẫn lộn khi một chặng đường kết thúc. Cuộc hành trình đầy cam go trắc trở, nhưng dù thế nào đi nữa, xe buýt vẫn chạy không chờ đợi một ai. Chỉ cần vẫn còn có người trên xe, dù đứng hay ngồi thì xe vẫn luôn hướng thẳng về phía trước, mặc dù phía trước đó có thể là trạm cuối của cuộc hành trình.